dẫn chơi BGM cho những anh em đang muốn tìm hiểu và mới chơi BGM phần 1. Thì đầu tiên thì anh em lên App Store hoặc Google Play tải cho mình cái app tên là Ghi Game nhé. Anh em vào app, anh em bấm Enter này. Tiếp theo là anh em bấm vào Setting Game này. Và anh em bấm vào logo của Ghi Game ở góc phải, góc trái của màn hình nhé. Anh bấm vào Edit Key này. Tiếp theo anh em bấm vào Share Select, anh em lướt xuống, anh em thấy một dòng chữ là Add Coffee. Đấy, thì bây giờ anh em dí tay vào màn hình chỗ nào mà anh em cần phải cài đặt setting, anh em dí tay vào đấy, anh em muốn cài ở đấy là cái nút gì và phím gì thì anh em tap vào màn hình cái nút đấy, thì ngay lập tức trên màn hình nó sẽ hiện ngay cái nút đấy cho anh em. Thì đây là cái cài setting cơ bản nhất và quan trọng nhất là ở cái chuột chứa đồ nhạy các thứ thì sẽ ở đây, anh em cứ chỉnh theo như mình theo bắn mượt nhé. Đấy, và chỉ có thế thôi. Và bây giờ là mình sẽ test một